Vậy thì em với gì cũng đấu lông lắm nhá. Dạ. Nhiều giúp đỡ cũng được. Cháu trách của tôi. Dạ. Đôi lúc khó lắm anh. Cũng hung quá đó. Đôi lúc nhỏ mà cũng sợ này giờ. Có lớn giờ này mà thấy mẹ rồi lúc mà lên cơn là cũng bỏ chạy mất dép đó đúng không con? Dạ khó chạy. Không mà biết đâu là cơ duyên mình là không cách nói được gì qua gì thăm dì Minh này, nhiều lúc dì Minh cũng tỉnh ra chứ tại vì thấy bà nhớ thương gì quá rồi bà nói dữ lắm, bà khóc bà ấy dữ lắm. Dì cũng thương em một cảm giác gì thì những gì tại dì sợ lắm, nhập dì sợ. Ý là xưa dì Minh cũng hung lắm rồi, có thời mà chắc thời đầu cũng hung lắm à? Không dữ lắm, nổi ra mà không dữ lắm. Dạ xin chào cô chú anh chị, thì sáng nay cũng đi lên chỗ thành phố Huế lấy quần áo quý vị ơi. Thì trên đường đi thì nhỏ cũng tâm sự rằng là có mẹ của nhỏ là cũng còn một người chị đúng không nhỏ, mà mẹ cứ tưởng là đã mất đúng không con? Dạ, từ đi làm ăn xa lạc lưỡi. Mẹ con mấy lần cứ kể là mẹ mất. Mẹ hay kể về hay gì, là chị của mẹ. Rất thương chị luôn đúng không? Dạ. Nên là chị về nó chuyện hồi xưa đó. Hồi xưa. Gì hồi xưa là sao? Bị cũng giống như mẹ đó. Cũng bị. Như hồi tệ là mẹ bình thường là mẹ chưa có chồng. Chưa có con là mẹ bình thường. Bình thường gái bình thường không? Sau đó thì mẹ giống như là bị cái người đàn ông giống như là lừa đúng không? Dạ. Nghĩa là nói là sẽ cưới mẹ con á. Dạ. Nhưng mà còn không cưới là sinh ra anh con là mẹ con là bị tâm thần luôn đúng không? Dạ. Và dì của cô nhỏ cũng vậy đó quý vị ơi, dịch gì cũng bị bệnh nhưng mà giờ đang sống ở trong một cái khu rừng cũng đi vô đó cũng xa đúng không nhỉ? Dạ. Thì hãy cũng chia sẻ hành trình bây giờ là vô giống như là thăm lại dì và nếu mà được thì đưa dì về ở với lại cô Minh. Dạ. Thì nghe nói rằng là dì là cũng nấu ăn được rồi cũng sạch sẽ hả con, nhưng mà cuộc sống khó khăn là sao? Dạ, dì bình thường vẫn đi chơi đi đo nữa. Nhưng mà con cũng gặp mới cách đây cũng một tháng hai tháng gì đó. Tháng nhưng mà như con do cầu chị nội mới biết chứ không nhỏ biết muốn. Vậy đó hả? Nhỏ chị nghe mẹ kể về người đi rồi người tệ thôi nhá. Nhỏ cũng chưa gặp. Bởi vì rất là nhiều lần quý vị ra cô Minh thì cô Minh nói là rất là thương người chị đó. Thương người chị của cô Minh đó quý vị. Nhưng mà mình cũng không biết rằng là gì đó giờ là sống như thế nào. Hồi xưa là nói đi vô có vô Bình Dương đúng không? Dạ. Tưởng đâu là mất tích luôn rồi đúng không con? Dạ. Mẹ vương nghĩ nó ra lội ở trong nữa đó. Nhưng mà không ngờ là cũng ở, nói chung ở đây thì cũng không có gần nhà cô Minh. Không mà gì ra đây là gì nội ai biết hết đó. Nghĩa là gì cũng đang bị bệnh quý vị. Nhưng mà giờ mình cũng lên đây mình tìm hiểu cuộc sống của gì sao quý vị ha. Thì mấy anh em cũng đang đi vô trong ở trong này là trong núi hả nhỏ hả? Dạ trong núi. Nghe chắc nói là đường hồi đi lên vất vả lắm chú anh ạ. Đường vất vả lắm à? Dạ. Ở chưa. Nói chung là cũng tìm mà thử là tại vì cũng muốn đưa về để cho cô Minh có đỡ bệnh không chứ lúc trước mình gặp Phúc mà cô Minh khóc. Khóc nhớ gì đúng không? Nó là gì mất rồi đúng không? Ủa gì con là chắc cũng lớn mẹ con vài tuổi thôi đúng không nhỉ? Dạ. Bây giờ anh em cũng đang đi vào trong núi cả nhà ơi. Để coi quay lại cho quý vị thấy ha. Đường đi nói chung là nó ngồi lên đó có cái dốc cao. Dốc cao lắm hả? Đi đường này nói chung là xe bán tải chứ còn xe tường thì chắc nó ghê cho cả nhà. Đậu lông lắm. Ủa mà sao nhỏ không nghe nó này mà. Đó. Ui. Đưa cái nó chú quả ở đây con này. Dạ. Cả nhà thấy là cái đường đi là rất là nguy hiểm luôn ha. Sợ hôi lui xả mệt hết chứ. Bình thường. Lên luôn không sao hết. Ok ha, cào con đi thôi gì đâu. Xe đi mà. Dạ bây giờ thì đang lên một cái con đường này. Chắc là xe mình thì chắc lọt á, không có gì đâu. Vui xong. Khiếp quá hả? Khiếp. Đường đá không. Từ từ. Quay mặt xuống một. Bay luôn á. Bay rồi, xe bay mà. Nào lên. Ui. Ồ,
bay luôn hả ơi, bay đưa hai cào cũng bay luôn á. Ui dầu ơi, ui ghê quá hả. Không gắn tẩy đó cho hai hết khéo đâu đấy được không? Đó cả nhà. Đó đây là đi lưới xa hơi bị cực đó. Gì đâu có. Chú thấy dễ hết á. Phục vô rừng mà. Vô rừng đấy cả nhà. Đây là có một người em đang dẫn đường đi. Nhỏ có vô đây lần rồi nhỏ hả? Dạ. Mới mình đó không biết lần vô đây đó hả? Dạ. Vô đó đâu thiệt. Cách đây 2 chặng. Nhà thấy là đường đi là vậy đây. Nói chung bán tải chứ nếu mà xe thường thì giống đây không. Mình quốc hai cầu đi chứ còn gà hai cầu lên chứ con. Hai cầu nó mạnh luôn. Nhỏ đây ấn không nhỏ? Ui trời ơi. Thế. Ui chọc xe nên nó mực phán ngảy bị đi mua với mổ luôn. Đây thấy không sót con xe đây, thiệt đỏ đuột lắm á. Không nhận thấy hai cậu đây còn leo lên nữa hả? Xe không đa sao đó cứ tệ đó. Chỗ này quá ngon rồi. Chỗ này quá đẹp luôn ngon. Ha quá đẹp. Quá khủng khiếp à. Thôi để đây đi. Chắc trong này không có xe nào đâu hả? Ừ. Chắc có xe kêu thôi chứ. Xe kêu thì cũng đi đường đi hả? Dạ. Ồ, đầm xe. Ồ, trời cảnh đẹp chưa? Đẹp quá hả? Đầm xe. Ồ, trời. Đây cả nhà. Ủa, đây à nhỏ? Đây đấy, mưa á. Mưa nó phải, con gì đâu phải đây đúng không? Dạ. Ôi. Dạ. Ôi dạ. Con ông Minh đây. Được đấy. Cả nhà ơi bây giờ thì hãy cũng đến thăm dì của nhỏ quý vị ơi. Nãy giờ thì khúc đầu tự nhiên cái mic nó bị lỗi không có nghe được cả nhà. Hai dì cháu cũng rất là xúc động. Dì vô đây dì ở là được thời gian lâu chưa? Rau chứ 1.5 năm đó con ạ. Còn hồi xưa là gì ở dưới Bình Dương á hả? Dì đi làm ăn cho họ, dì làm thuế cho họ. Dạ. Giúp việc cho họ. Dạ. Dì, con xin lỗi hồi nãy con hỏi gì nhưng mà do cái mic của con bị lỗi ha. Là dì là sinh năm mấy gì? Dì sinh năm Quỷ Mão. Mão? Quỷ Mão là năm 61 tuổi. Dạ. Còn dì Minh thì nhỏ hơn dì mấy tuổi ha? Nhỏ hơn khoảng tuổi hơi. Tuổi dạ. Hơi là năm sinh năm 71 đó. 71 hả? Dạ. Còn dì là 63. 63 ha? Dạ. Hồi xưa là dì cũng ở dì Minh hả? Hồi mà còn có nhỏ chứ. Hồi con gái á. Có. Ở nhà ở chung mấy chị em nữa nhá. Mà sau đó thì dì đi vô Bình Dương ha? Ừ. Dì vô Bình Dương rồi dì cũng cũng về đây lại đây. Rồi. Dạ. Dì cuộc sống của dì ở trong Bình Dương sao? Dì có gia đình không? Dì có không, chồng? Dì cũng có chồng. Dì dì có chồng rồi đâm đám hỏi và giang dở. Đám hỏi giang dở là dạ. Tội gì? Hồi nãy giờ thì dì cũng khóc rất là nhiều quý vị ơi. Mà trong cái video của Hải thì không biết sao mà gặp dì cái là cái mic nó bị lỗi. Âm thanh nó cũng không có đó. Nên là đụng đầu Hải cũng không có chia sẻ được quý vị ạ. Thì Hải cũng hỏi dì những câu hỏi như là dì hỏi là ủa sao mà dì không có về ở với lại cô Minh đó ha. Dạ thì dì cũng nói là rất là sợ cô Minh. Bởi vì hồi xưa là cô Minh nó cũng lên cơn là nói chung cũng hung dữ lắm hả dì? Dì sợ lắm đó. Nhớ mà dì ở được cái dì ở với em lâu rồi. Dạ. Dì ở lâu rồi. Dạ. Rồi lúc như dì lại tỉnh mình dì sợ lắm. Dì dạ. Em mà đi cũng sợ. Vậy mà đúng rồi, như vậy thì bà con hàng xóm là họ cũng sợ dì Minh. Nhưng mà dì với lại dì Minh là không gặp nhau là bao nhiêu năm rồi dì? Lâu chưa? Mới đấy khoảng 5-7 năm nhé. À. Khoảng 5-6 năm.
5, 6 năm rồi. Bị chị gọi về thăm ấn có gặp cô cũng đi bố đóng cửa thầy ra đóng cửa hết chứ. Dạ. Có gì gà về giờ về nhà về Minh thì chắc nhà cũng lạ đúng không? Dạ, thầy lúc đấy làm lại đẹp. Dạ. Chị cảm ơn mấy đứa con giúp đỡ cho em. Dạ. Ủa, chắc có tôi. Dạ. Giờ dì về đây thì dì cũng nuôi gà nuôi vịt rồi đó. Ở bị chậu kéo ngó đó. Dạ. Mày đứa đi chậu kéo ruột đó. Dạ. Con không. À, con thấy mấy cháu cũng thương dì lắm đó. Dì thì nói chung cũng đau nhưng mà dì hiền hơn ha. Dạ, với dì văn hậu. Mày đứa như tôi lắm. Dạ, con thấy được mấy anh thì anh rất là dễ thương. Không, đang không hiểu biết. Dạ, thương dì vậy. Đến nhưng dưới dạ. Tôi lắm. Dạ, tại vì ngày xưa là gia đình của dì Minh là cũng giống như nho giáo mà ở trong cũng hồi xưa gia đình cũng ái chứ không phải là ái nhưng mà do bị bệnh thôi. Yeah. Cái hồi xưa là dì Minh đi buôn bán đúng không vậy? Buôn bán với chợ cũng là bằng mũi bằng mập bằng đó tranh rọi khủng lắm. Cái rồi chắc cái hạn tình hạn gì đó thì mới chắc mới biết, sinh ra rứa hả? Tự nhiên rằng bị bệnh. Ủa chứ dì Minh hồi xưa là hồi con gái là cổ vẫn là bình thường hả gì? Vẫn là khỏe mạnh rồi đi làm nuôi con vậy đó ha. Đẹp gái lắm. Dạ đẹp gái ha. Tại vì giờ dì Minh á bà cười có duyên lắm. Hồi nào để ý câu. Hồi nào coi trong clip mà mỗi lúc dì Minh bà vui á, bà cười là thấy bà rất là có duyên. Nhiều lúc á có nghĩa là lâu lắm rồi á dì không có gặp dì Minh á. Dì Minh nói là cũng mười mấy năm rồi mà. Khóc á, gặp con Giang khóc không à, Giang khóc rồi nói là về nhớ gì. Giống như đi đâu xa rồi giờ chết rồi mất rồi không có giống như không gặp mất nhớ tích luôn rồi đó. Giống như lâu lâu có cái ức nó tràn về hay sao cái gì. Bởi vì con thì con một ít chia sẻ cái đó lên, bởi vì mỗi lần dì Minh khóc á là nói chung là mình thấy mình cũng xót đó anh. Cái nhiều lúc dì Minh kể về gì mà dì Minh khóc nhiều lắm, vì nó là thương bà dì Thao nó ghê lắm. Khi xưa bà chị em gái vui lắm nhá. Vui lắm hả? Ở trong nhà. Dạ. Nhưng mà sau đó dì Minh bệnh là gì ở chị Hung hay sao gì? Bệnh mà cắt lý. Chị em đi một đường. Mà giống như giờ về gặp dì Minh nhưng mà dì sợ hả? Hay sao? Tự nhiên đang sợ. Sợ lắm hả? Bệnh hẳn dì sợ. Thôi dì mới ở về ăn khỏe rồi. Lâu lâu gì xuống gì thăm dì Minh được không? Thăm chở dì cà phê thăm nhé. Hay là bây giờ ông chở dì qua dì thăm dì Minh chút. Bởi vì dì Minh nó là thật sự là dì Minh nó là chị sợ, dì sợ con lắm, sợ nghĩa là sợ không phải là sợ gì nhưng mà do là con cũng giúp nhưng mà con hay đưa cổ đi bệnh viện đó nên là cổ cũng giống như là cổ không biết mình vậy đó nên là giờ ví dụ có con đó là hai chị em gặp nhau nói chuyện cho cổ cũng khỏe cái bệnh này chút. Nếu mà gì mà về là không biết đâu là cổ tỉnh lại hơn nữa đó. Bởi vì cổ nhớ gì lắm, không biết sao mà cổ nhớ gì mới anh thấy không? Đúng rồi. Có mấy lần là cổ khóc, cổ tâm sự với anh em mình mà nhiều lắm. Bà kia không biết gì đi đâu mà giống như là mất tích bắt đầu. Chết hết rồi nói vậy. Cha mẹ chết hết rồi. Cổ nói là dì Minh với lại gì là mười mấy năm không gặp nhau á, cổ kể với con là vậy. Dạ. Ủa là nhỏ là hồi nhỏ giờ về nhỏ cũng không biết gì luôn à? Chứ không biết. Vậy là nhỏ không có biết vậy là giờ là gì ở Nam ở đấy mất. Vậy là mấy chục năm là gì không gặp dì Minh chứ? Không gặp nhỏ luôn không chứ? Không gặp chứ, gặp cái nhỏ rồi mà cháu không biết gì. À không biết à? Khi là nhỏ không biết gì, chứ lớn mới biết gì, cái gì biết. Vậy là chắc cũng hơn chục năm rồi đó. Dì ở trong Nam là dì đi làm gì vậy? Ở Bình Dương hay gì đó đúng không? Ở Bình Dương làm ở chỗ công ty bộ về giúp việc cho họ đó. Giờ thì tháng được 5 triệu và bữa dịch dịch đó là dì ra hơn là dì già rồi. Dạ, dì năm nay cũng 61 tuổi rồi đó ha. Cũng giống như mình vậy. Con bây giờ dạy với cháu. Không mà biết đâu là mình đưa cô Minh đi trung tâm hỗ trợ xã hội không được, có biết đâu gặp gì đó, cũng giống như là cơ duyên đó anh.
cô tỉnh lại hơn rồi cô lo dọn dẹp nhà cửa, chứ còn cứ mình cứ hầu cổ súc không được. Hầu miết thì có lại những làm sao để cho nó phát triển hơn nữa, chứ còn mình cứ lâu lâu mình ra mình hù mình quế vậy rồi cũng không có đau cũng vòng đáy. Với lại gì đôi lúc có thể gì nói chuyện được, cua nó thăm gì lần hay lần ha, và lúc gì cũng sợ hả? Đến đúng rồi con tí thì gì qua thì chở gì qua luôn, chở gì qua luôn thăm tí rồi chở được thì gì ngồi chở chuột đi chơi chút rồi gì về. Khi mà đi là nhờ mày đi chậu chở cái gì chắc chuyện đi sợ lắm. Sợ lắm hả? Cho mình đi không mà đúng cái thời mà chú mới gặp mẹ con ở nhỏ, mẹ con hung dữ mà bà lấy cây rồi bà đánh con rồi bà làm con kinh khủng luôn á. Sợ lắm. Chứ không phải như vui giờ là bà hiền nhiều rồi đúng mới, không? Mới đây chị rầu ra thấy bà cũng hung nữa chứ đừng nói gì lúc anh thấy anh cũng sợ luôn. Không công nhận. Thấy cũng nhiều lúc. Không mà đợt này bà có hay lên cơn không nhỉ? Dạ đỡ đỡ hơn đúng không? Dạ. Mà có anh con thì nói chung bây giờ thì nó bữa nay nó mặc váy mặc đồ không á gì. Nhỏ ngay mà dữ lắm, dữ. Không có dữ lắm. Gì mà nó hay gì? Chị loại con gái mà không dữ lắm. Không mà giờ chắc gặp chị chắc chị mừng ghê lắm luôn á, vì mình mới đâu là bà ghê mừng là bởi vì là bà nói là thức tỉnh lại á chứ không phải ái đâu. Bởi vì lúc trước rồi hả? Có mà con lại chắc cái tỉnh chắc bi rồi đó chưa. Tội. Giờ gì về đây dở với lại cháu đúng không? Mấy cháu của chị con thấy cũng rất là dễ thương đó. Và chắc gì Minh mẹ của con là mẹ con không cuối nên là mà mấy anh cũng hơi sợ mẹ con luôn. Nói chung là anh đây mai cũng sợ bà con hàng xóm. Sợ chứ không phải là không sợ. Con. Nói chung mà thương lắm nhưng mà đôi lúc sợ đó quý vị. Đôi lúc anh em rụt đó mà cũng sợ gì Minh luôn mà. Hồi trước chú nhớ cái đợt mà nói dọn nhà cái nói cậu của con cua cậu gì của Út cái gì cậu gì đó. Thấp hơn chút đó. Cua cái là của anh à. Đúng rồi đó, chắc là được nữa đó. Mà mẹ con bà hét ổng sợ luôn mà. Tội. Nói chung cũng thật sự là do cũng bệnh tật quý vị ơi, chứ còn con người mình cũng không có ai muốn mà bị bệnh như vậy quý vị. Ai cũng thương con chứ giống như cô lớn bây giờ cũng vì cô Minh cũng không bị quá bệnh. Thương đó. Thương quá thì ấm nó dậy đó. Nhỏ thì cũng tụt cũng chạy ra được chứ. Chứ còn như đúng ra như hồi mà bà thương thằng lớn á, bà thương bà mới ấm bà nuôi như vậy. Đó, chứ không phải là họ không phải ai đâu, ấm vậy đó, còn thằng nhỏ là tụt đi được. Bởi dành cái tình thương cho thằng này quá thì có nhiều người chia sẻ là mẹ cô Minh đó là bị thất tình. Đó, tại bị từ đó mà ra. Thì lúc trước là con ra con làm nghe những người ở xóm đó họ nói vậy. Đó, cái thằng ra thằng lớn là ấm nuôi vậy đó, đúng nhỏ. Không như vậy đúng. Bà thương quá này nhỏ rồi mới tụt nó tung nó chạy ra đó chứ phải. Đúng rồi, chứ không hề đứa mà bị như giờ chắc cũng tiêu luôn rồi. Bây giờ không biết đi về đâu luôn á. Con nói thật sự luôn chứ không có hồi xưa mà cách đây 4-5 năm mà ngày đó con xem YouTube thì biết nhỏ đó, con nhớ hoài cái câu của nó là mẹ nó kêu là bữa sau cháu đi tu, nó kêu ăn thịt nướng mà đi tu chi. Nó nói vậy, tự nhiên mình thấy nó lanh mà nó bởi vậy. Như vừa rồi mới đi học lại bằng lái xe đó, cô mạng thi một phát là đậu luôn. Đậu 25 25 câu rồi. Mà nó không học chữ đó gì? Gì thấy giỏi không? Không học chữ mà sau này tự học, hồi đó là có thầy Phong á, tới dạy rồi tự học á, học trên điện thoại á. Không mà nó học giấy không có điện thoại sau này nhắn tin nhé. Sau này cái chữ mà viết được ok là viết trong qua cái điện thoại không mà biết đúng không con? Đó, nhờ nó nhắn tin rồi nhiều mà nó biết á. Vì rất là vì cũng mới về đây đó. Nhỏ cũng mới biết gì đây luôn. Dạ, mới biết cách đây 2 tháng. Có lên chơi bữa. Cái đợt mà như cái đợt là ra mình sửa nhà hay gì ta? Đợt mà chưa về. Mà cứ về cách đó. Cái đợt nó gì cua cóc cua nhưng mà vì mình đang đi bệnh viện đúng không? Đúng rồi, thấy nhà cửa sáng choang đúng không? Đá con sơn á. Thầy nhà làm rung đẹp. Dì cảm ơn mấy đứa con giúp đỡ cho cháu. Ghê ha. Gì nghe cái lúc đầu dì vô đây nãy quý vị ơi dì cũng khóc cũng tội thấy thương thiệt lên ra chung là dì thầy em dì cũng đau lòng lắm nhá. Nhiều giúp đỡ cũng được cháu chắc của tôi. Đôi lúc khó đó mình cũng hung quá đó. Đôi lúc nhỏ mà cũng sợ này giờ có lớn dần này mà thấy mẹ rồi lúc mà lên cơn là cũng bỏ chạy mất dép đó đúng không con? Dạ con chạy. Không mà biết đâu là cơ duyên mình
không kết nối được chị qua gì thăm dì Minh này, nhiều lúc dì Minh cũng cũng tỉnh ra chứ, tại vì thấy bà nhớ thương gì quá rồi, bà nói dữ lắm, bà khóc bà ấy dữ lắm. Dì cũng thương em cũng cảm nhận gì thì những gì tại chỉ sợ lắm, nhập chỉ sợ. Ý là xưa dì Minh cũng hung lắm rồi, có thời mà chắc hồi đầu cũng hung lắm à? Không dữ lắm, nói ra mà không dữ dữ lắm. Không biết đâu giờ gặp lại gì là cổ cảm xúc cổ thay đổi được, con nói thiệt chứ con mừng còn hơn cái gì nữa. Giờ chỉ có gì Minh rồi cổ thay đổi, cổ không có đem rác vô nhà nữa là bọn con mừng lắm luôn đó. Chỉ cần là không đem rác vô nhà với lại nấu ăn thì gì chỉ sơ sơ gì đó, gì ở với lại gì Minh rồi. Cái là ví dụ cuộc sống mà có khó khăn gì thì có nhỏ gì cũng có mấy cháu cũng lo gì mà không biết mấy cháu gì cũng thương gì lắm đó. Con nghe nghe sơ qua câu chuyện nãy mấy cháu chia sẻ là cũng thương gì lắm. Nên là gì tội cú đau này cú những việc làm lắm nhờ mày con giúp đỡ cho ông cú này đi lên bệnh viện ở lên dạy chú họ bọn con nói nghe được mới làm rắn nhà ví dụ như một người mà bị bệnh là cái bộ mệt rồi mà đi hai người mà là anh nữa tôi cũng uống đấy. Út lâu lâu có gì chạy qua đây với gì. Chú nghĩ là con ở đây cũng hợp lý đó. Không có gì có cháu nữa không? Nếu mà gì đây á, nếu mà giờ gì đây luôn á thì tiện thì tụi con chở qua rồi, tụi con chở gì về. Về. Gì có thăm chút kệ. Bữa là kêu Út nữa. Kêu Út qua nữa. Cái gì gì đi qua gì mình cũng chở gì đi qua đi, gì không có sợ gì hết chứ nha. Đó thì con mà sợ gì. Dạ dạ. Để gì qua gì mình thăm gì. Qua thăm gì chút. Từ từ để chút. Thôi con cũng nghe cái hoàn cảnh của gì nhỏ chia sẻ, với lại mấy cháu cũng chia sẻ thì con cũng biết rằng gì giờ cũng sống một mình không chồng không con á, mà dì cũng còn đau ốm bệnh tật nữa, thì con cũng thay mặt là chị Na Yến Ly Đỗ này, gửi tặng cho dì 1 triệu này ha, để cho dì mua thuốc uống, còn có cô chú anh chị mà sau này có giúp cho dì hay gì đó thì con tới con thăm dì nha, cố gắng nha dì nha. Dì cảm ơn con ơi. Dạ dạ. Dì cũng đau ốm quý vị ơi, thì nói chung á là hồi xưa dì cũng đau rồi, giờ cũng khỏe hơn đó đúng không dì? Con nghe nói là giờ gì khỏe hơn chứ chưa gì đâu cũng tại sao chứ chưa gì chị chia sẻ tới lúc mà hồi đó gì mới đám hỏi là chị là nó cái bóng đèn nghe nói vậy. Hồi đó là gì thì chia sẻ là tới cái đợt hồi đó là gì nói là mới đám hỏi là gì là ngưng gì ha do gì đau đúng không đó hồi đó là mới đám hỏi đó chứ giờ cũng đâu có gia đình đâu là cũng chưa hồi đó giờ nói giờ cũng không có con có cháu gì vậy chưa cũng thấy nhà của bà dì Minh mấy dì cũng xinh đẹp vậy con cũng có giờ nói chung là đẹp và gái rồi chứ hồi xưa con gái mẹ nhỏ 61 tuổi mà nhìn dài để ý á thôi tiền để gì cho cháu cháu cơm đi không con bữa nay con làm có tiền rồi cháu cơm đi gì ăn đi tế luôn một thuốc đi tế nhỏ thì cũng có cô chú gì giúp là gì gì ở trong trong này thì đó gì một không cháu cơm đi để mà quá đi cơm đi để mua cái gì mày đứa con ấy chứ con ngày nhỏ đó gì cũng về đây cũng khó khăn chứ không đau ốm nữa mà có gì đi qua thăm dì Minh chút cái có con mới đó gì không có sợ không có lo gì trơn thăm có xài, biết đâu là dì Minh giờ qua là của có mình còn đấy chứ mà hơi ốm khóc nữa mệt nữa chắc dì mừng lắm đó chứ nó mười mấy năm không gặp mà đúng không đúng rồi đây gì thôi đi chứ đây đi chứ dì cho ngay coi đây mấy việc tức chim lại vừa đây giờ vừa chứ cho ngay coi rồi anh mất 1 triệu bao, tiền tao để bao tiền không cho, anh mất mẹ 1 triệu bao luôn, mất cái gì bao? Bao đây đây rồi, mua trà mua đồ, về là hàng ăn rồi hàng đồ. Ai em? Ai em? Vệ sinh nhà cửa cho mình. Tôi bầu lần cho chị, không bao giờ bắt cái gì của chị hết. Trả lại cho chị đang không? Hỡi. Có ai cho mình? Lại cả gì hết đó, họ đánh ra, họ chui nha, chui cửa thôi. Chui cho tôi, họ không lại một cái, họ không đánh đi một cái gì hết. Họ bắt điện, bắt nước cho mày đi. Rồi bắt điện, bắt nước cho mày sai. Rồi, gòn gòn ra. Sai. Được rồi.